Số liệu từ kỳ họp tính đến tháng 6 năm 2018, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã cấp được trên 1,5 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở lần đầu cho các hộ gia đình, đạt tỷ lệ gần 96% trên tổng số nhà đất trên toàn thành phố. Điều này có nghĩa vẫn còn trên 4% với hơn 17.000 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận. Đây là lý do khiến người dân vẫn còn nhiều đơn thư khiếu nại. Tuy nhiên, trong số những đơn thư khiếu nại thì có đến trên 74% khiếu nại sai. Số liệu này cho ta biết rằng là như người dân vẫn chưa có hình dung được là cái công tác tuyên truyền về phổ biến về pháp luật liên quan đến vấn đề này, người dân vẫn chưa nắm rõ, cho nên là dẫn đến câu chuyện là người dân phản ánh khiếu nại sai. Như vậy thì về phía chính quyền chúng ta cũng sẽ có những giải pháp gì để mà khắc phục tình trạng này trong thời gian tới? Trong những cái nội dung đơn của người dân để mà xử lý công tác cấp giấy thì nó có những cái vấn đề phức tạp về cái nguồn gốc đất. Cái vấn đề nữa là các cái trường hợp chậm xử lý thường là những cái trường hợp khó để giải quyết cấp giấy. Ví dụ như cái việc là mua bán giấy tay, rồi cái việc là nhà đất thì có tranh chấp, có khiếu nại. Cho nên là có những cái trường hợp là cũng phải chờ kết quả của tòa án xử lý mới giải quyết cấp giấy tiếp được. Lãnh đạo quận Bình Thạnh cho rằng, sở dĩ quận có nhiều trường hợp chưa được giải quyết vì có nhiều dự án triển khai trên địa bàn vẫn còn đang gặp nhiều vướng mắc. Trong 17.303 này thì có lẽ là trường hợp cần để xem xét lại đúng thì chắc khoảng 4.325, tính số tương đối mà chúng ta giải quyết được cái bài toán vì sao sai từ quy hoạch và dự án treo, tôi nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ rất nhiều. Trong 17.303 trường hợp thì trường hợp mua bán giấy tay sau ngày 1 tháng 1 năm 2008 là 6.921 trường hợp. Nhưng mà rơi vào cái trường hợp quy định là nếu mua bán sau thời điểm này mà không có cơ quan có thẩm quyền công chứng hành vi đó thì không được xem xét cấp giấy chứng nhận. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại vẫn còn gần 3.500 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì lấn chiếm, hơn 1.000 trường hợp xây dựng sai phạm, 150 trường hợp có văn bản ngăn chặn của các cơ quan chức năng vì lý do tranh chấp.